ổng lấy con dao mổ heo là ổng ổng xuống tay dưới vợ ổng làm có một cái một hai con. Dạ. Tại nhà ổng nhiều dao bén lắm chú. Tại vì ổng là đi mổ heo ấy. Ổng đi làm mổ heo ha. Có nhiều người người ta nói là ổng làm mổ heo nhiều quá cái con heo nó ám ổng. Với lại con ổng mới đi cai nghiện nữa. Trời ơi. Có khi ổng buồn chuyện gia đình hay gì ổng mới làm vậy. Nhưng mà chú có nghe nói hôm là giấc chiều là ổng còn chở vợ ổng đi chợ mà. Hồi chiều hôm đó là ổng chở vợ ổng đi chơi rồi có mua vàng luôn. Lúc mà bà vợ chết đó là sợi dây chuyền còn nằm trên cổ luôn. Nhưng mà cái cộng dây chuyền lớn không con? Bự lắm. Ổng đi ổng chở vợ ổng đi nhìn thấy vui vẻ lắm. Trời ơi. Có gặp nó mà. Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay các bạn thì Tí La Cà Lâm bạn thì cũng có chạy xuống dưới Trà Vinh tiếp tục đó các bạn, để Tí La Cà Lâm xã hội với những cái người dân ở nơi đây là sự việc chấn động ở dưới Trà Vinh các bạn. Thì ở ngay chân là cái ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh nha. Thì hôm nay các bạn thì sự việc như thế nào, để Tí La Cà Lâm sẽ lợi những cái người dân, Tí La Cà Lâm xã hội tiếp tục lại để cho mọi người cùng nghe nha. Đó sự việc như thế nào đâu là con kể lại cho chú nghe coi. Dạ, lúc mà con biết á là ông nội con nói với bà nội con là lúc đó là 4:30 nói là ở đây là ông chồng giết bà vợ rồi, cái bà nội con đi coi. Cái tới sáng con qua con coi á thì nghe thằng em gần đó nó kể là 12:00 là nghe tiếng la rồi. Rồi con coi công an xét nghiệm tử thi rồi ấy rồi á. Công an ấy được 2 chai thuốc, hình như thuốc rễ hay gì á. Thuốc cái đó là thuốc là người chồng uống à? Dạ. Uống 2 chai, còn người vợ thì bị ổng lấy dao mổ heo ấy ngang cổ. Trời. Lúc mà phát hiện ra là ông chồng hình như ổng đi kêu người ta lại hay gì á. Mới ấy. Ghê là. Rồi, nhưng mà của ổng lấy con dao mổ heo là ổng xuống tay dưới vợ ổng làm có một cái một hai con. Dạ. Tại nhà ổng nhiều dao bén lắm chú. Tại vì ổng là đi mổ heo ấy. Ổng đi làm mổ heo ha. Có nhiều người người ta nói là ổng làm mổ heo nhiều quá cái con heo nó ám ổng á. Với lại con ổng mới đi cai nghiện nữa. Trời ơi. Có khi ổng buồn chuyện gia đình hay gì ổng mới làm vậy. Nhưng mà chú có nghe nói hôm là giấc chiều là ổng còn chở vợ ổng đi chợ mà. Hồi chiều hôm đó là ổng chở vợ ổng đi chơi rồi có mua vàng luôn. Lúc mà bà vợ chết đó là sợi dây chuyền còn nằm trên cổ luôn. Nhưng mà cái cộng dây chuyền lớn không con? Bự lắm. Ổng chở vợ ổng đi nhìn thấy vui vẻ lắm. Trời ơi. Có gặp nó mà. Con biết sao mà qua một đêm cái nó thành không á, cũng như cái giấc chiều là phi lại là lúc là 11:12 phi là ổng ấy cô vợ ổng luôn hả? Dạ. Trời ơi. Ổng chạy đi kêu người ta mà ổng chạy đi là lúc đó là ổng có uống ấy chưa? Ổng uống rồi mà chắc tại ổng còn khỏe nên ổng mới chạy đi kêu. Gọi người ta điện taxi chở ổng lên bệnh viện mà tới giữa đường cái ổng bị gì đó mới gọi xe cấp cứu mà gọi không được mới chở về tới nhà hay gì. Cũng ghê ha. Phải nói là mà bây giờ 2 vợ chồng ổng chết rồi nhưng mà còn lại cái đứa con chú thấy nó nhỏ xíu à. Thằng đó chắc phải đem về nhà ngoại hay gì vậy chứ ở đây không ấy được. Trời ơi. Là khi mà con qua là con thấy là đang mổ tử thi luôn hả? Dạ. Là nhưng mà mổ con vợ trước hay là mổ thằng chồng trước không? Mổ hình như vợ trước. Đó, bà đó là cháu của bà đó. Cậu qua dưới gì ba hả? Dạ. Rồi ngày thường là con có lại đàn nhà đó chơi không? Dạ không, con ít khi qua đó chơi lắm. Tại nhìn mặt ông chồng sao. Giống như là cái mặt nó có một cái cua hồn ha. Tại vì lúc ổng nhậu vô ổng giống như ổng bị tưởng ổng khùng lắm. Lúc ổng nhậu vô là khùng lắm. Ghê vậy? Mà khi mà con trai lớn còn đây là ổng không dám làm gì bà vợ đâu. Mà tới chừng ảnh mới vừa đi cai nghiện là ổng làm luôn. Trời ơi trời. Ổng làm vậy chắc ổng cũng biết con trai vậy. Tại mẹ ảnh thương ảnh lắm. Ảnh nói rồi ai mà làm gì mẹ ảnh hay gì là tới chừng ảnh về là ảnh cũng ấy. Ổng biết vậy chắc ổng cũng uống thuốc ấy theo. Trời ơi trời. Nhưng mà tướng thằng con lớn ổng tướng bự con không?
Hồi đó bự lắm nè, tại chơi ma tí đồ vô giờ ốm nhôm à. À, trời ơi. Rồi bi tự nhiên cái gì, cái bây giờ tự nhiên cái xuống tay dưới cái bà vợ vậy, rồi bây giờ bỏ cái thằng nhỏ thấy tội nghiệp ha. Thằng đó bình thường thấy nó cũng vui vẻ lắm mà ừ. Giờ như vậy. Bây giờ thấy nó thấy tội lắm ha con. À, rồi rồi khi mà con thấy là cỡ bao nhiêu lâu là con mới phát hiện ra con á? Con thì con nghe người ta nguyên sớm này, lúc đó nghe là người ta chạy đi coi hết rồi. À. Còn con thì giờ đó là còn tối, con không dám đi tới. À. 6 giờ con đi qua thì thấy người ta đứng coi. Nhiều người không con? Cũng nhiều. À. Ghê ha. Thôi 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 vậy là chú cảm ơn con nha. Dạ. Rồi 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 rồi. Ủa vậy rồi hôm giờ đám của anh với chị vậy là đông bà con mình tới để là cúng không ha? Ờ, còn hôm lại đọc kinh nhiều lắm á. Nhiều lắm ha. Ừ, nhiều lắm. Đọc kinh nên ta lại đọc kinh á. À. Nhiều lắm. Cũng lục được 4 ông lục. Dạ. Đêm nay là đêm chót không? Chót nè, đêm nay đêm là đọc kinh nữa. À. Rồi tới ta cũng có đến Phật đêm gì nọ kia lại đọc kinh á. Dạ. Xảy ra sự vụ ổng chạy qua nữa mà đâu cái sự việc như thế nào đâu anh, hôm nay anh kể lại cho bà con mình nghe. Thì hồi hôm qua á, hôm đêm bữa 29 đêm đó đó. Dạ. Là tôi nghe la. À. Tôi nghe la rồi tôi vợ tôi mới chạy ra trước, rồi tôi ở nhà tôi đái xong rồi tôi nói ở vòng rồi tôi vợ tôi chạy một hơi một đi lại đi coi một hơi một ăn nó vô coi đàng hoàng trên rồi nó chạy về nhà. Dạ. Thấy anh con ở Thú An chết rồi. À. Nói sao chết, nói quan khưa cổ. Trời trời. Rồi tôi mới chập tôi mới thấy vậy. Tôi đẩy cái chọi tôi xuống, đẩy cái đồ tôi xuống tôi chạy ra tôi đi coi. Yeah. Mà đi coi con ăn đứng trước cửa tôi đứng ở đây. Yeah. Mà tôi thấy úp mặt xuống, trời ơi đồ mẹ giết người ta giết tới chết luôn mà quýnh ta quýnh vừa thôi, quýnh tới. Yeah. Chết luôn, tôi nói vậy á, tôi. Yeah. Nói trước mặt con ăn luôn đó. Con ăn ngồi 2-3 người, 5 người á. Ở trong đó lúc đó tôi khoảng chừng gom hết khoảng chừng 10 người đi, mười. Yeah. Mấy người đi luôn công an luôn á, rồi bên đó hai vợ chồng chị hai nó, rồi với cái bà nữ bên đây, rồi con nhỏ gái út mà gái dâu á. À. Rồi tới út lộn kêu cậu của nó đó. Cậu của nó với vợ út lộn, tôi nó gom lúc khoảng chừng mười mấy người ở trong luôn công an luôn. Rồi lúc đó nói, khoảng mấy giờ anh? Khoảng chừng 12 giờ mấy á. Yeah. Đó, 12 giờ mấy tôi mới chạy đi, tại vì vợ tôi đi hết hơi rồi mới tôi biết. Yeah. Nó chạy về nhà mới nói cho tôi biết. Yeah. Tôi biết tôi đi coi thấy úp mặt xác đất luôn, xác nợn luôn. Yeah. Máu đầy cổ luôn. Yeah. Rồi tôi mới nói trời ơi giết ta quýnh ta vừa vừa thôi quýnh ta chết luôn mẹ. Yeah. Bà rồi trong lúc đó là tôi đâu có dám vô đâu, tôi đứng ngoài không à, đứng ngoài nghe nó nói la ở trong không à. Yeah. La trong người bả. Bà già nó đi cái lấy chanh nặng cho nó uống. À, giống như là ảnh đã uống thuốc rồi. Rồi đầu ảnh giống cơ thể ảnh bị nóng ha. Ờ, bị nóng á nó la rồi à. Giống như là ảnh muốn sản rồi không? Ờ, muốn sản nó la hơi lắm. Rút cuộc nó tới gần khoảng chừng 3 giờ mấy gần 4 giờ con ăn mới điện, con điện ai điện xe không được hết trơn. Mới con ăn điện gần 4 giờ mới răng điện được tới được rồi chạy về em đi đó nó mắt mẻ trơn rồi, mình mãi nó hết sức hết lực rồi. Cũng như là mình mẩy ảnh đã cũng mất đi mất đứt rồi. Thấm thuốc rồi. Thuốc nó đã thấm nha. Thuốc thấm thuốc rồi mất đứt rồi. Đó là thuốc nó đã thấm rồi. Rồi tới chợ tới cầu bàn gì chỗ đường lộ mới mình đó. À. Rồi nó chết rồi. Dạ. Cái này thì hai vợ chồng trước giờ cuộc sống như thế nào anh? Để cuộc sống ta êm ấm lắm. Dạ. Ngon lành luôn á, nhỏ này ở nhà nấu ăn rồi đi chơi vòng. Đây không ít đi đâu lắm nhỏ. Yeah. Thiện mà đi ngang gặp mình đó mình nó cười ít nói chuyện lắm. Yeah. Rồi thằng chồng nó cũng dễ ít nói chuyện lắm. Hay như anh biết mình có cái mâu thuẫn gì không? Giao thi hẹn đi. Mình cũng không biết nữa, cái mâu thuẫn vợ chồng người ta mình cũng không rành nữa. Yeah. Không có biết, không có nghe la chửi vợ bé cái vợ gì hết trơn không. Thường tôi cũng ở nhà tôi chửi vợ tôi la lắm. Rồi. Đi giận một cái gì cái lỗi tai. Mà ba anh em nó đi bằng heo hồi đó tới giờ luôn, rồi còn thanh niên nó đi bằng chút rồi tới
có vợ có con đi bằng heo không à. Ủa nhưng mà em có nghe cũng hôm qua em có uống nước ở ngoài kia đó, em có nghe mà khi mà dắt chiều ngày hôm kia là ảnh cũng chở vợ ảnh đi ăn rồi đi ăn. Đi Sấm Vàng đúng không anh? À, đi Sấm Vàng. Bạn đi chở vợ nó đi khoảng chừng 3 giờ mấy, tôi ở nhà tôi thấy. À, rồi như vậy là tối lại đó, tối lại đó là lúc 11, 12 giờ là ảnh xuống tay với xuống tay với vợ đó. Với vợ anh luôn ha. Ừ. Một phát một à. Ở cái gần bên đây á. Dạ. Hai bên đứt hết trơn. Ghê ta. Có một phát một đi luôn. Mà úp mặt xuống. Mà em nghe nói là ngày hôm qua là mấy công an đi lại rồi là công an phải là khâu lại nữa. Khâu lại đặng nữa rồi mình mới tận liệm đúng không à? Khâu lại mới tận liệm. Tại vì nó một cái đường chè vậy. Thế sợ luôn á rồi đó. À. Còn cái hiện tượng vợ tôi thay đồ cho á. Dạ. Là vợ anh bận đồ thay đồ luôn. Thay đồ phụ năm người thay đồ mà thấy cái đùi này nó xưng đen. Ủa vậy là không lẽ là ảnh có đánh gì không ta? Không biết nữa, thấy đen thôi. À. Nhiều khi là té cứng té dưới trời điểm 11 giờ còn sớm quá tới sáng thì nó cũng phải nó lên đen rồi, nó dập nó, rồi. Nó Ủa vậy là vợ anh là người thay đồ cho chị đó ha. 3-5 người lẫn ngõ nhỏ chị hai nó với vợ tôi rồi bên ở Kiên Giang á. À. Nó lại em cũng phụ thay. Ớ, phải đâu. Xin lỗi. Vợ tôi với ở xóm này nè, 5 người. À. Bà con ở xóm sống lại thay phụ nữ thay đồ. Cuộc sống là vợ chồng ấm êm hạnh phúc và tự nhiên thấy mà ăn thấy ngon lắm. Dạ. Yeah. Ăn thấy trời ơi, tiền mà vô. Bây giờ nó đi làm heo một đêm là 500.000. À. Một đêm 500. Nó làm được bao nhiêu với những đứa vợ đó. À. Rồi thằng này nó tiết kiệm lắm. Tiền nhỏ nó không ra được. Hôm qua này là chấn động khu vực rồi luôn ha. Chấn động quá trời. Lúc luôn. Anh nghe anh cũng hết hồn hết chía. Tôi không hết hồn như thế, tại vì trong lúc là tôi thức dậy 12 giờ mấy, 12 giờ 12, 12 giờ 20 gì á. Nghe la thôi mà tôi tưởng vợ chồng nó thường, vợ chồng thằng thứ hai á, nó thường gây nhau á. Tại vì vợ chồng nó thứ hai là thường gây nhau là la làng không à, còn này nó không có. Tôi tưởng vợ chồng là thằng thứ hai đó. Thôi tôi làm biến đi. Mới tới vợ tôi chọc đi dọc đi rồi thấy vậy. Hiện trường sao xong xuôi rồi, nó coi được xuôi rồi nó chạy kêu nói với mình. Nói anh chết rồi, nhỏ thứ An chết rồi. Nói sao chết. Cưa cổ chết rồi. Mới tôi dọc đi á, tôi đi coi. Em nghe kể lại là sớm kể lại là khuya đó là cái anh chồng á uống thuốc rồi là cũng như là chưa thấm thuốc sẵn chạy vòng vòng sớm này có anh. Có. Thí dụ là hôm qua tôi cũng nói hỏi con Út, con cậu của nó đó. Nó nói uống xong xuôi rồi, nó giết vợ nó xong xuôi rồi, nó kêu uống rồi ha, nó đập cái vách chết mà chạy cái một cái nhà vách hay dính nhau á. Yeah. Đập ầm ầm như nó Út ơi anh ấy vậy mày, anh ấy con giết vợ tao chết rồi. Rồi Út nó nói mày nói dốc đó, không tin đó. Ông này ông đi coi thấy Út mặt máu không, ông này muốn xỉu luôn. Trời ơi. Muốn xỉu rồi, ông kể tôi hôm qua nghe ha. À. Rồi ông thấy ông xỉu rồi nói cậu đi kêu công an dùng con với kêu xe dùng con, xe cứu thương á. Cứu thương hả? Con uống thuốc rồi xong xuôi rồi đó. Rồi kêu cái xe cứu thương và kêu công an dùng con đấy, con giúp vợ con. Trời. Là lúc đó uống thuốc chưa? Còn uống rồi đó, uống rồi đó. Còn tỉnh ha. Còn tỉnh mà nó cũng gần sạn rồi, nó đi qua đi lại nghe ông kể nó đi qua đi lại ôm bụng á. Đi qua đi lại rồi mới đập. Thì ông nói mới đập cái vách tường nó ơi, vách tôn nó nóng á. Đập vách tôn nó kêu ông này kêu cổ của nó. Thấm rồi, cái đó là anh thấm rồi. Rồi đó, ông này ông nói mày nói giỡn chơi á, không biết rồi, không có tin là như vậy ha. Tại vì thuốc thấm rồi con người bức rứt á, nó nóng á. Nóng. Rồi anh hôm có qua đám không? Đi đọc kinh chút. À. Không có dám vô tới ấy đâu, hồn đâu. Anh sợ hả? Ở ngoài do mình đọc kinh ngoài tại mình bệnh đó, không dám vô tới. Vô rồi nó về nhà nó đau lắm. À. Rồi anh đau khớp này nọ kia, anh bệnh này nọ kia, trong bệnh đó anh đi vô tới đám thì anh là nó chứng minh mình. Theo như anh nghĩ, theo như anh nghĩ cái mâu thuẫn vợ chồng, cái nguyên nhân nào dẫn tới mà cái tàn nhẫn như vậy không? Theo như anh nghĩ chắc không có cái vụ đó, là mình tàn nhẫn vậy lắm, tại nó hiền lắm. Ừ. Nó hiền lắm. Nhưng mà đùng lên một cái là xảy ra câu chuyện chấn động ha. Ừ, nó hiện giống vợ chồng nó hiện hết trơn hả? Mình cũng cái chuyện của anh ta mình không rồi đó, mình không có biết cái như là này nọ kia đồ nữa, ít biết lắm. Tại gia đình ta mà mình cũng ít ăn nhậu chơi, mình cũng không nhậu luôn nữa. À. Mà ít đi qua đi bọn chơi.
Dạ. Hồi xưa đi nhiều lắm, tại hồi xưa tôi nhờ gia đình đó. Dạ. Con tôi còn mới lớn nó dắt đi chơi không. Dạ. Rồi mình đi hồi xưa thì bây giờ nó thấy nó lớn lên, nó chơi ngồi thấy nó vậy mình ít chơi, nó ăn nhậu mình ít chơi với nó. Ủa là hai vợ chồng đó là được mấy người con anh? Hai đứa đó. Lớn hết chưa? Đứa thằng 18 tuổi, đứa 13 tuổi vậy. Dạ. Đó. Không, nhưng mà cái đứa 13 tuổi hồi hôm giờ anh thấy của nó có ăn uống rồi ấy không anh? Thì cái nó bình thường mà hôm tôi thấy nó ngồi chỗ chỗ bàn đọc kinh á, rồi cái ông nào kể kể nói chuyện nó nước rơi nước mắt anh. Khóc nữa hả? Nó khóc. Nhớ chàng nhắc tới mẹ đó nó khóc. Vậy. Nhắc tới mẹ nó khóc. Đúng rồi, tại vì nó thương mẹ nó. Mới đang mẹ với cha còn bên cạnh quay qua chỉ có một đêm thôi ha. Có một đêm thôi. Rồi là xong hết luôn. À, thấy tội mình thấy hai vợ chồng nó thấy chắc nó buồn phiền với con nó làm quá trời, con ăn đem đi đó, nhà nước đem đi đó. À. Thấy vậy nó buồn phiền rồi một phần này nọ kia nữa chắc. Mất ba mất mẹ hết rồi. Hai nó giờ nó đem đi. Dạ. Con lớn hả? Con lớn tập đào tạo mấy tháng. Đem đi. Giờ bà con ở xóm này giờ. Tội nghiệp thằng nhỏ đó, thằng nhỏ không biết ai ở, ai nuôi ai bây giờ. Dạ. Nói nuôi bà nội già cục rồi nó đi kiếm gì mà mặn xong. Dạ. Nuôi nó xong nổi. À. Còn người cô người ta lo gia đình người ta mà. Xóm này giờ mình nghe nhắc lại chuyện đó cái những người chứng kiến nó chắc ấn lạnh ha. Ở đây có ai là người chứng kiến nữa không? Rồi chứng kiến bà đi Sóc Trăng hồi nãy rồi. Dạ. Cái bà hiện tượng là bà nó kêu công an luôn đó. Chứng kiến luôn. Bà là chính xác nó mới đi. Ủa, tôi nè. Ủa nhưng mà cô đi Sóc Trăng thì làm gì ha? Tới chiều. Chiều luôn. Chiều ấy về tại với đi cô Năm với cô Út với vợ tôi. Dạ. Đi rồi. À. Cắt xong được 2-3 năm 10 tháng gì đó rồi. Thì ngày qua em mới nghe nói thôi là nó làm đám cho mẹ nó xong rồi nó về. À. Nó về Kiên Giang, nó về Kiên Giang ở với ngoại. Nó ở với ngoại. Ở với ngoại. À, nó... Cái thằng nhỏ. Nói vậy. Ở nghe qua nè, cuộc của nó về. Ngoại cũng nó về nó sống với ngoại. Nó sống với ngoại chứ không ở đây. Nhưng mà không biết bà ngoại của nó già chưa anh? Bà nhỏ. Cũng không được không già không đâu. Chắc như cũng tuổi tuổi với ông sư gia bà sư gia này à. Cỡ 6, cỡ 6. Cỡ 6 mấy. À. Để cho của nó nương tựa rồi chứ thấy nó tội quá. Ừ. Người vợ nó mới lại đám nữa. Dạ. Nhưng khi tôi cũng thấy ta ít lại cúng. Yeah. Ít lắm. À. Hôm qua ấy mà cũng cần nguồn gom ăn được 2 mâm 3 mâm người cúng. Mình ít vậy? Ta lại đám vậy. À. Như vậy là cũng ít cho anh ha. Ừ. Ít. Tại vì mình làm tới 2 ngày nè, bữa nay nè. À. Bữa nay với ngày mai á. Như ngày mai anh ta đưa tiền đi á. Như vậy là chiều nay là chắc đông ha. Chiều nay mới đông nè, chiều nay là đọc kinh là đông nữa. À. Rồi tới sáng ngày mai ta lại phụ đưa chùa đi qua chùa để đông rồi. Cái đó là người ta đi bộ hay là người ta đi xe luôn anh? Đi bộ à. Vậy là tự gần chùa với nóng nè. Vậy là từ đây mình đi bộ lại đây đằng đẵng luôn. À. Đây là đó cũng cả cây số chứ. Cây số cũng gần đó đó. Cả cây. Tội nghiệp cho con bé nhỏ quá ha. Bây giờ cha mẹ mất hết rồi. Ông bà thì lớn tuổi nữa. Bây giờ mình thí dụ mình kêu nó hỏi, mình hỏi hỏi nó khóc. Khóc nữa. Ờ, mình hỏi nó hỏi nó trả lời hỏi nó khóc à nó nhớ. Nhớ mẹ với cha. Nó. À. Đâm cái cửa đó cái lủng lỗ đặng thọc tay vô kéo cửa ra. À. Đó, kéo cửa ra rồi tới tôi đi thấy là thằng anh nó đang quét cái kiến cửa, quét hốt đi dục. À. Rồi anh nó nói anh coi chết, giết người ta chết vậy. Dạ. Yeah. Trời ơi tôi sợ luôn. Anh nó nói vậy tôi sợ thằng này luôn. Tôi giết người ta chết vậy rồi nằm vậy máu không coi anh coi. Dạ. Yeah. Rồi giờ nó bây giờ nó uống thuốc rồi đó. Nó cho tôi hay vậy. Ủa ngày qua mà mình nói thuốc mà mình không biết cái thuốc đó là cái thuốc gì chính xác anh? Cái thuốc đó là tôi cũng được coi tại vì tôi thường qua lên xuống gần đây nè. À. Nghe nó kể nhau á. À. Mua thuốc lại kích thích chùm rễ ra rễ. À chùm rễ ra rễ đổ bông đâm tròn đâm được á. À. đâm tròi á. À. Rồi lại kích thích đó thuốc là thuốc dưỡng chứ không phải là thuốc thuốc trừ đó là thuốc tổng hợp cái thuốc tổng hợp đó. À. Bây giờ là kích thích nè nó đâm tròi nè đổ bông nè ra rễ nè. Dạ, cái tổng hợp là cũng có loại thuốc sâu luôn trong đó. À. Cái tổng hợp đó
mà cái cũng mình không coi được coi chữ hiểu gì. À. Tại cái tôi thấy cái hũ đó bà lớn mới lấy, tôi thấy nằm sát cho nằm nó dục chỗ vợ nó nằm á. Mấy hũ anh? Hai hũ á. Hai hũ. Ờ hai hũ. Ai mà chịu nổi. À. Hai hũ nóng hồi nó phì à. Ủa nóng vậy đó. Ủa hồi nó phì. Bụng mình đó là nó chất lẻ lắm. Nói chung những cái chất đó là nó chất lẻ là chất kích thích nó lẻ lắm chứ không phải như là cái thuốc rầy mình đâu, nó chậm chút. Thuốc rầy mình nó chậm á. À. Nó là kích thích nó lẻ. Thấm từ từ ha. Ừ. Nghe anh kể mà rùng rợn ha. Thường tôi đi qua bên thằng em này nó đưa mua thuốc đó xịt hoài á. À. Hai thằng đó lên xuống chia nhau xịt đó. Hồi xưa giờ anh có chứng kiến sự việc nào như vậy không? À, không có chứng kiến cái việc này đâu. Thì đó các bạn, thì bây giờ các bạn thì những người tình làng với xóm bạn thì cũng đến cũng rất là đông nha, để đốt cho hai vợ chồng một cây nhang nha. Rồi ngày mai các bạn thì trong lúc 9 giờ các bạn thì sẽ đưa cho hai vợ chồng đi thi hỏa táng luôn các bạn. Thì thi hỏa táng các bạn thì mình cũng nghe nói là thi hỏa trong chùa nha. Thì đó mọi người, thì hôm nay đó là đó các bạn, thì hôm nay là cái ngày thứ hai nha. Thì hôm nay đó các bạn, thì hôm nay Tila Cà Lâm cũng có chạy xuống dưới huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh nha, để Tila Cà Lâm sẽ để hỏi những người dân nơi đây sự việc như thế nào, để Tila Cà Lâm quay tiếp tục cho mọi người cùng xem nha. Thì cái ngôi nhà đó của hai vợ chồng đó các bạn thì nằm ngay chỗ các cái miếng vải hồng này nha. Thì bây giờ ở trong đó thì người ta cũng đang là đánh những cái điệu nhạc đồ đó các bạn. Khi mà các bạn thì sớm bạn thì Tila Cà Lâm bạn thì cũng có quay cho bạn xem, thì Tila cũng nghe một tin cũng chấn động ở dưới Trà Vinh đó các bạn. Thì cũng có hỏi là những cái người cậu của hai vợ chồng mà qua đời đó, với hỏi dòng sớm bạn, thì hỏi thì nãy giờ thì cũng đã hết rồi đó các bạn. Thì thôi giờ Tila Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tila Cà Lâm bạn, hãy cho Tila Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin nó tới mới nhất từ Tila Cà Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ Tila Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.